Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều đơn vị triển khai đưa hàng Việt về nông thôn nhằm giúp người dân có cơ hội tiếp cận với những mặt hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các mặt hàng thiết yếu cùng dầu ăn, đường, bột ngọt, hàng may mặc, vân vân để phục vụ cho nhu cầu người dân đã đầy đủ. Từ sáng sớm, rất đông người dân xã Đồng Tâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội có mặt tại phiên chợ. Ai ai cũng phấn khởi và lựa chọn cho mình những mặt hàng ưng ý. Chất lượng mặt hàng trong hội chợ tôi cảm thấy là đạt tiêu chuẩn và phù hợp với điều kiện của nhiều người dân. Đối với người dân là đi mua có cơ sở. Đấy, còn đi mua trôi nổi thực sự là chúng tôi cũng không muốn mua. Đấy, thì cái thương hiệu như hôm nay thì thực sự là đối với người dân tôi mua cảm thấy là hàng là chất lượng, đấy, thực sự các thứ là như hàng hóa là không có. Đưa hàng Việt về nông thôn phần nào giúp người dân thuận tiện hơn trong mua sắm, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc mà doanh nghiệp mang các hàng hóa sản phẩm về trên địa bàn dân cư là phục vụ kịp thời cái nhu cầu tiêu dùng và cũng là giới thiệu sản phẩm để cho người dân ở trên địa bàn tiếp cận được với các sản phẩm của các doanh nghiệp cung cấp các cái sản phẩm đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Thực tế cho thấy có nhiều doanh nghiệp nhỏ trong nước đi lên từ những phiên chợ nông thôn như vậy. Ngoài tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp còn có dịp giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đến với khách hàng. Ngoài các cái siêu thị mà địa điểm ở trong thành phố thì chúng tôi cũng đã tổ chức một số các cái mô hình ở các cái huyện ngoại thành như cái mô hình chợ Tết ngày hôm nay và một số các cái chuyến hàng phiên chợ Việt rồi là các cái chuyến bán hàng về nông thôn trên toàn hệ thống tổ chức cũng quảng bá hàng hóa các cái sản phẩm của tổng công ty. Chợ phiên, một nét đặc trưng của vùng cao. Tại chợ phiên xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, được tổ chức vào sáng thứ hai và thứ năm hàng tuần. Người ta có thể tìm thấy đủ các loại mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho cuộc sống của người dân. Chị Triệu Thị Hoa hôm nay đi chợ để tìm mua đôi chiếu mới. Sản phẩm thì nhiều, song ưu tiên đầu tiên của chị khi đi tìm mua các sản phẩm tiêu dùng, đó phải là các sản phẩm Việt Nam sản xuất. Theo chị, hàng trong nước không chỉ giá cả tốt mà chất lượng cũng được đảm bảo. Tôi thấy hàng Việt Nam mình thì chất lượng hơn cái hàng của nước ngoài thì chất lượng hơn đấy, không là cái hàng của Việt Nam mình ấy mình lại đi phải chọn đúng hàng Việt Nam mình mới sử dụng. Tại các địa phương vùng sâu vùng xa, hàng Việt đã được đưa đến tất cả các chợ, các điểm bán hàng. Điều đó có được một phần từ giao thông đi lại ngày càng thuận lợi cũng như những chính sách khuyến khích phát triển thương mại của địa phương. Vấn đề quan trọng nhất đó là việc thay đổi nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng các mặt hàng do Việt Nam sản xuất. Như chúng tôi nhận thấy đến giờ này là người dân có cái nhận thức rất cao về cái sử dụng cái hàng, thứ nhất là cái đưa hàng về nông thôn và thứ hai nữa là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Và trong những năm qua thì chủ trương chính sách của xã được sự chỉ đạo của Đảng ủy rồi thì Ủy ban xã, các tổ chức đoàn thể thì cũng thường xuyên làm các công tác tuyên truyền đến tất cả các bà con trong địa bàn toàn xã để bà con nhận thức được như thế nào là sử dụng người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam. Nhiều hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn là cơ hội tốt để cung và cầu gặp nhau. Người dân nông thôn có thể tiếp cận được những sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, còn doanh nghiệp giải quyết được bài toán đầu ra cho sản phẩm. Những phiên chợ như thế này còn giúp doanh nghiệp nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, làm cơ sở để cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ.